Ok, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Ngày hôm nay tiếp tục series hướng dẫn AdBot thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách lock nhiều ác bằng AdBot ở server private. Cái này chỉ áp dụng cho những cái bạn newbie mới chuyển sang cái AdBot sử dụng thôi. Chứ còn chắc các bạn lão làng thì bỏ quá cho mình vì kinh nghiệm mình còn non. Rồi, đầu tiên thì mình cần chuẩn bị hai file sau, đó là AdBot Crack, thứ hai đó là editor. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu luôn. AdBot Crack thì là cái bot để chúng ta chạy game ấy, còn editor là file đổi skin sang tiếng Anh. Thì việc đầu tiên chúng ta sẽ phải giải nén AdBot ra. Mật khẩu là WEGS. Ok. Khởi động AdBot lên. Như các video trước tôi đều nói, việc đầu tiên sau khi khởi động AdBot đó là anh em tích cho tôi cái MN login ở cái số 2 này. Sau đó save. Rồi, tiếp theo là chọn đường dẫn cho game. Hiện tại tôi đang chơi ở Vinasro, cho nên tôi sẽ chọn đường dẫn đến Vinasro. Rồi, sau khi mà anh em đã chọn đường dẫn, nó sẽ yêu cầu anh em khởi động lại bot. Thì anh em chỉ việc khởi động lại thôi. Sau khi mà khởi động lại á, thì anh em ấn login lần 1. Login lần 2. Nó sẽ hiện cho anh em đó là dòng login successful have fun. Thì lúc này anh em đã có thể start game. Trong khi chờ đợi nó khởi động game thì tôi giới thiệu qua với anh em về Vinasro. Thì 15 tháng 3 này sẽ là open chính thức và hiện tại đang là alpha test. Ở lúc thời gian alpha test này sẽ có rất nhiều event cho anh em trải nghiệm. Giả kim thuật hay là PVP. Anh em nào có nhã hứng thì lên vinasro.com để tải về nhé. Rồi, quay trở lại với AdBot. Thì tôi đăng nhập. Ác đầu tiên của tôi đó là ác Boeing. Khi mà đăng nhập thì các cái chức năng như nhặt đồ thì tôi sẽ không giới thiệu lại nữa. Bởi vì video trước tôi cũng đã hướng dẫn rồi. Anh em vui lòng quay trở lại video trước để xem. Tôi sẽ nói qua cho anh em lại về cái phần setting mua đồ này. Tích cho tôi là ba cái này thì khi mà nó sẽ về thành nó mua đủ thì nó sẽ đi lên nó đánh những quái. Tất cả những mục bên dưới thì tôi đều hướng dẫn ở các video trước rồi, tôi sẽ không nói lại nữa nhé. Rồi, hiện tại thì tôi đã đang ở bãi rồi, tôi chỉ việc setting cái tọa độ cho nó và cái bán kính cho nó thôi, để bán kính 50. Sau đó tôi set skin cho nó, tôi cho bừa một vài cái skin vào để cho nó đánh thôi. Enwin Arrow trong World Craft. Anh em nếu anh em nào mà thắc mắc vì sao mà tôi chọn thẳng ngoài đấy thì tôi chỉ biết nói là quen tay thôi, quen skin rồi. Thì khi mà anh em mới lần đầu sử dụng AdBot ấy thì chắc chắn cái tên skin nó sẽ bằng tiếng Việt, và đó chính là lý do vì sao tôi yêu cầu anh em là phải tải cả cái file editor về nữa. Thì một lát tôi sẽ hướng dẫn anh em đổi skin từ tiếng Việt sang tiếng Anh để sau này ví dụ anh em là chưa quen ấy thì sẽ so sánh ở trong skin ở trong này với lại skin ở ngoài AdBot để anh em cài đặt skin. Bởi vì cái AdBot này thì nó bị một cái đó là nó không có tiếng Việt. Cái này là của người nước ngoài Việt Nam mình về làm bản crack để dùng thôi. Rồi, start. Thì anh em nào mà chơi nhiều ác ấy, thì anh em mà cùng một hệ ấy, thì anh em cứ setting hoàn thiện một cái cho tôi. Hoàn thiện tất cả các mục như là item này, nhặt đồ này, setting mua đồ này. Cái mục training này thì tùy, có cũng được không có chẳng sao. Bởi vì là mỗi có thể khi mà anh em trên cùng bãi thì anh em mới cần setting một ác về tọa độ. Còn nếu mà anh em chơi nhiều ác khác, ở nhiều bãi khác nhau chơi solo ấy thì anh em chọn tọa độ lại sao cũng không sao. Rồi, anh em cài đặt cho tôi ba cái tab chính. Đầu tiên login, anh em get current cho tôi để nó nhận diện nhân vật. Cái thứ hai là enable login, và cái thứ ba là end start training sau khi mà reconnect. Tức là cái dòng enable re-login này là sau khi mà nó bị đít ấy, ví dụ nó bị đít, trường hợp nó bị đít ra ngoài ấy, thì nó sẽ tự động đăng nhập lại cho anh em. Và cái thứ hai đó là sẽ tự động khởi động lại bot sau khi mà nó reconnect lại, khi mà nó đăng nhập lại ấy. Còn cái vì sao mà phải get current cái ở bên trên này thì đó là nhận diện tên nhân vật để sau khi nó login nó có thể nhận diện được cái nhân vật nó vào. Còn nếu không nó chỉ ở màn hình chờ đăng nhập thôi, chờ chọn nhân vật ấy. Rồi, đó là anh em cứ cái chính, ba cái chính anh em cứ setting cho tôi ba cái dòng chính, đó là login là một này, tích tích các thứ, rồi item là hai, nhặt đồ này,
thứ ba là phần setting, mua đồ các kiểu từ trên xuống dưới. Rồi, như vậy là coi như là đã ổn ổn rồi, anh em saver. Tiếp đến, anh em muốn lốc nhiều ác thì anh em chỉ việc copy thôi, copy ra một file mới thôi. Đó, thì coi như là anh em đã có một cái export mới cho anh em rồi. Chúng ta chỉ việc khởi động lại và đăng nhập cái nick thứ hai thôi. Thì tôi sẽ thử luôn cho anh em xem. Login lần 1 này. Login lần 2 này. Start game này. Trong khi chờ đợi ấy, thì tôi sẽ quay trở lại cái tab mà setting khi nãy tôi đã cài đặt cho anh em tạm 3 cái. Để tôi cho anh em thấy rằng là khi mình đã cài đặt cái thứ nhất mình save lại thì nó hoàn toàn lưu. Và cái thứ hai, bởi vì cái thứ hai nó là bản sao của cái thứ nhất mà, anh em copy ra, anh em chỉ cần đăng nhập nick khác. Rồi, ok, sau khi đăng nhập rồi thì anh em chỉ cần chọn skin thôi. Chọn skin. Rồi, nó tự chọn, tự lưu tọa độ cho anh em luôn được. Ok, start luôn. Thì cái lợi hơn ở cái AdBot đó là tất cả các tab, ví dụ như login, nhặt đồ hay là mua đồ, anh em sẽ hoàn toàn không phải cài lại. Và chỉ cần cài lại skin này và cài lại cái bãi tọa độ thôi. Đó. Và cái thứ ba đó là anh em phải cài get current lại thôi. Như vậy là anh em đã có một cái AdBot mới rồi. Chứ không giống như kiểu Unibot hay... Unibot thì tôi đã sử dụng rồi. Thì nó sẽ mỗi một lần anh em đăng nhập một cái nick mới, anh em sẽ phải cài đặt từ A đến Z, từ sử dụng skin như thế nào đến nhặt đồ, những đồ gì các thứ. Trong khi là cái việc đấy nó không cần thiết. Ví dụ như ở AdBot anh em trên một bãi quái 8X thì đồ nó như nhau, hoặc là từ 4X đến 8X, đồ D6 đến D8, D9 gì đấy thì nó như nhau, thì anh em chỉ cần set một lần thôi. Và ở đây thì nó cũng đã lưu lại cho anh em ở ngay trong cái phần mà cài đặt rồi. Anh em chỉ cần copy thôi. Đây chính là cái cách mà anh em có thể lốc nhiều ác ở bên Solo Private. Thì chỉ cần copy thôi nhá anh em nhá. Hoàn thiện một cái, sau đó là ấn chuột phải này, copy, paste luôn nó ra đây. Và sau đó khởi động bot lên và đăng nhập nick mới thôi. Thế thôi, rất đơn giản đúng không? Cái này thực ra tôi làm video này bởi vì cũng có khá nhiều anh em gần đây á, khá nhiều anh em PM tôi và nói rằng làm sao để lốc nhiều ác ở bên Solo Private ấy, AdBot ấy. Còn bên VDC tôi đã làm rồi, đã làm video rồi. Bây giờ tôi chỉ làm lại ở bên Private cho anh em thôi. Thì đây chính là cái cách mà lốc nhiều ác. Rồi, tôi sẽ tắt cái game này đi và tôi hướng dẫn anh em thêm một phần, đó là vì sao cái file editor ấy, đó khi mà tôi bảo anh em cần hai thư mục ấy, đó là file editor này anh em giải nén ra cho tôi. Thì khi mà giải nén nó sẽ ra một file thư mục editor này, anh em có ấn vào thì nó sẽ hiện hai cái tệp như sau. Thì anh em cái này sẽ có tác dụng đó là chuyển skin từ tiếng Việt sang tiếng Anh. Ví dụ trường hợp mà anh em mới chơi ấy, chưa quen các cái skin bằng AdBot ấy, bằng tiếng Anh của AdBot ấy, thì anh em sẽ phải dùng đến cái này chuyển đổi. Và cái này sẽ không hề ảnh hưởng gì đến cái trong game nhá. Ngoài cái việc mà đổi skin sang tiếng Anh thì tất cả các cái thứ khác nó đều nguyên gốc. Các cái ví dụ như là đồ đạc các thứ nó đều tên tiếng Việt hết. Chỉ có duy nhất là cái tên skin ở bảng kỹ năng ấy của anh em đó là nó đổi thành tiếng Anh thôi. Thì khởi động bằng Run as admin. Anh em vẫn chuột phải vào nhá, Run as admin. Đầu tiên anh em sẽ chọn open này. Chọn đến, ví dụ anh em chơi server VDC thì anh em chọn cái media.pk2 của VDC. Còn như tôi chơi ở Vinastro map 80 thì tôi chọn media.pk2 ở map 80. Sau đó chọn select folder này. Đó. Rồi chọn đường dẫn đến cái file server Sro này, hướng dẫn AdBot này, editor này. Đấy, chọn đến cái media, chọn server đẹp này. Anh em cho thẳng vào media này cũng được này. Ok, anh em ấn import. Bao giờ mà nó ra cái dòng status the folder has been imported này thì là đã thành công. Thì khi đó anh em đăng nhập vào thì cái tên nó hoàn toàn nó là tiếng Anh ở trong game cho anh em. Rồi, thì trước khi kết thúc video của mình thì mình cũng giới thiệu qua anh em rằng
cái server, một cái server mình sắp tới mình sẽ trải nghiệm và đua top tại đó, đó là Vinastro Mark 80. Thì hiện tại server đang alpha test và có rất nhiều các event giả kim thuật hay là PVP nhận thưởng bằng Việt Nam đồng. Cho nên anh em nào mà có nhã hứng thì hãy truy cập vào vinastro.com để tải về nhé. Đây, vinastro.com. Đây, đang alpha test đây và còn 6 ngày nữa thì sẽ open. Đó, rồi, trang tài khoản anh em sẽ đăng ký ở đây. Tất cả mọi thứ. Và đây sẽ là thông tin. Đó, giới hạn là chắc là GM chưa sửa chỗ này chứ mình nghe thông báo thì là hình như 3 act thôi. Không được 4 act trên một đấy đâu. Trên một, nói chung là thông tin của server thì tất cả ở đây. Đó, rồi. GM của server này thì cũng là một GM khá là danh tiếng từ ngày xưa đến giờ và là một GM mà nổi tiếng trong giới private với độ uy tín của anh ấy, đó là Vương Thọ. Rồi anh em nghe đến cái tên GM này chắc là anh em cũng không cần phải nghĩ gì đúng không? Qua game này chơi với tôi nhá các anh em nhá. Qua server này chơi với tôi nhá các anh em nhá. Rồi cảm ơn anh em đã theo dõi cái video của mình và mình xin phép được kết thúc tại đây. Chúc anh em là có những ngày làm việc vui vẻ và hiệu quả. Chúc anh em newbie mới sử dụng Adbot là khi mà qua Adbot này thì sẽ may mắn hơn, nhặt được nhiều đồ có giá trị hơn. Đấy. Rồi xin cảm ơn anh em và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo nha.